những điều thú vị về loài hổ mà bạn có thể chưa biết chào mừng các bạn đã quay trở lại với news tv loài hổ trở thành động vật được nhiều người chú ý đến tuy nhiên không phải ai cũng hiểu hết về loài sinh vật được coi là biểu tượng của nhiều quốc gia này hổ hay còn được gọi là cọp hùm chúa sơn lâm là loài động vật ăn thịt vô cùng mạnh mẽ nhanh nhẹn và hung dữ vì vậy loài động vật này được chọn làm linh vật biểu trưng cho nhiều tín ngưỡng và tôn giáo ở nhiều quốc gia Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu 26 điều thú vị về loài vật dũng mãnh này nhé. 1. Vằn đen Số lượng và mô hình của các vằn đen trên lông hổ là đặc điểm chính giúp phân biệt các loài khác nhau của loài động vật này. Số lượng vằn đen trên hổ có thể lên đến 100. Hổ ưu mua sinh sống ở Nga, sở hữu bộ lông dày và dài. Nó có vằn nhỏ hơn các phân loài khác, nhưng có chiếc đuôi dài nhất lên tới 115cm. 2. 6 loài hổ trên thế giới Nhìn chung có tổng cộng 6 loài hổ trên thế giới bao gồm hổ Nam Trung Quốc, hổ Mã Lai, hổ Đông Dương, hổ Sumatra, hổ Amur và hổ Bengal. Trong đó hổ Amur là loài có kích thước lớn nhất nhưng là loài có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất. Hổ Amur hay còn gọi là hổ Siberia là giống hổ có kích thước lớn nhất trong tất cả các loài hổ. Một con hổ Amur trưởng thành có thể đạt cân nặng lên đến hơn 300 kg. Ngày nay chúng được biết đến nhiều hơn với cái tên gắn với con sông nằm ở biên giới Nga và Trung Quốc, nơi chúng tập trung và sinh sống nhiều nhất, sông Amur. Sinh tồn được trong những điều kiện khắc nghiệt của mùa đông nước Nga, hồ Amur lớn hơn các loài hồ khác, chẳng hạn như hồ Sumatra hay hồ Bengal. Hồ Amur có thể được gọi là bậc thầy của các loài săn mồi, nghiễm nhiên đứng ở vị trí cao nhất trong chuỗi thức ăn. Chúng thường tấn công và ăn các loài động vật có kích thước nhỏ hơn nó. Một con hồ đói thậm chí có thể tấn công cả gấu. 3. Trang trại hồ hơn 5.000 con hổ đang sống trong các chuồng cọp, trong cái gọi là các trang trại hổ ở Trung Quốc. Việc mua bán các bộ phận cơ thể của hổ bị cấm trên toàn thế giới, nhưng những chủ sở hữu các trang trại này lại không đóng cửa trang trại với hy vọng lệnh cấm sẽ được dỡ bỏ. Ở Trung Quốc, nhiều bộ phận cơ thể khác nhau của hổ, từ xương cho tới dâu, bị sử dụng trái phép để sản xuất các loại giả dược, chủ yếu để dành cho việc điều trị các vấn đề về tình dục. 4. Thời kỳ sinh sản Trong thời kỳ sinh sản, một con hổ được chỉ dành 2-3 ngày để gặp con cái. Sau cuộc gặp gỡ ngấn ngủi ấy, con hổ được rời bỏ hổ mẹ tương lai cho tới khi các con của nó lớn lên và sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống độc lập. Giai đoạn này kéo dài khoảng 2 năm, trong đó hổ bố không tham gia quá trình nuôi dạy hổ con. 5. Hổ con Hổ con có thể tự kiếm thức ăn cho mình khi đạt 11 tháng tuổi, tuy nhiên chúng được coi là hoàn toàn trưởng thành khi tròn 2 tuổi. Nếu mẹ của chúng chết hoặc bị những kẻ săn trộm giết hại, hổ con sẽ không có khả năng kiếm thức ăn thường xuyên cho bản thân trong môi trường hoang dã và thường tới những nơi có người để săn vật nuôi của con người. 6. Kẻ săn mồi tuyệt đối Hổ A Mua có thể được gọi là kẻ săn mồi tuyệt đối, đứng ở vị trí cao nhất trong chuỗi thức ăn. Hổ tấn công và ăn các loài động vật có kích thước nhỏ hơn nó, một con hổ đói thậm chí có thể tấn công cả gấu. Tuy nhiên, hổ A Mua không bao giờ giết nhiều động vật hơn lượng đồ ăn mà nó có thể cần để duy trì sự sống. 7. Mức phạt cho tội săn bắt trái phép Ở Nga, những kẻ săn trộm hổ phải đối mặt với mức phạt lên đến 100.000 rúp, tương đương khoảng 1,8 nghìn đô la Mỹ và án phạt tù tới 2 năm. Tuy nhiên, để lưu trữ và vận chuyển ra hổ, một kẻ phạm pháp chỉ phải trả khoản phạt 1.000 rup khoảng 18 đô la Mỹ. Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới WWF đang nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng mức phạt cho việc vận chuyển và lưu trữ các bộ phận cơ thể hổ sẽ được nâng cao hơn. 8. Hổ con không thể nhìn thấy gì khi vừa sinh ra. Những con hổ con thường không thể nhìn thấy bất cứ điều gì trong hơn một tuần sau khi chúng được sinh ra. Tồi tệ hơn, chỉ có khoảng một nửa số hổ sinh ra sống sót và trưởng thành. Số lượng hổ trên thế giới trong những năm gần đây đã suy giảm nhanh chóng và chúng cũng được đưa vào danh sách động vật hoang dã cần bảo vệ. 9. Hổ có thể sống được hơn một phần tư thế kỷ. Những con mèo nhà chỉ sống được khoảng 15 năm, rất hiếm khi chúng sống được đến 25 tuổi. Tuy nhiên, 25 tuổi là tuổi thọ trung bình của loài hổ. Nhiều con hổ có thể sống khỏe mạnh tới hơn 30 năm. 10. Nước tiểu của hổ có mùi bắp rang bơ. Những con hổ thường không thích mùi bắp rang bơ, bởi vì loại đồ ăn này giống như mùi nước tiểu của chúng. Giống như chó, hổ thường đi tiểu để đánh dấu lãnh thổ của mình. Nếu bạn đang lạc trong rừng và ngửi thấy mùi bắp rang bơ, thì hãy chạy nhanh trước khi tính mạng bị đe dọa bởi chúa tể của rừng xanh. 11. Hổ có thể lai với sư tử. Trong một số trường hợp hiếm hoi, hổ có thể giao phối với sư tử. Nếu một con sư tử được giao phối với một con hổ cái, con lai sẽ được gọi là ligre. Một trong trường hợp ngược lại, những con lai này được gọi là thi gon. Sư hổ là con lai giữa sư tử đực với hổ cái. Bố mẹ của sư hổ thuộc cùng chi nhưng khác loài. Sư hổ khác với hổ sư, hổ bố và sư tử mẹ. Sư hổ là loài lớn nhất thuộc họ mèo. 12. Hổ rất thích nước và bơi lội giỏi. Hầu hết các loại động vật thuộc họ mèo đều rất ghét nước, trừ loài hổ. Loài săn mồi này có thể thoải mái bơi, thậm chí săn mồi trong nước. Những con hổ con khi ra đời cũng sẽ sớm được học bơi, tắm tắp sạch sẽ cùng với mẹ của mình. 13. Lưỡi cổ hổ có khả năng tiệt trùng Mèo nhà có khả năng làm sạch toàn bộ cơ thể của nó chỉ bằng cách liếm láp, nhưng hổ có khả năng độc đáo hơn. Vua cổ rừng xanh có thể khử trùng những vết thương nhỏ của mình chỉ bằng cách liếm. 14. Hổ là loài lớn nhất trong họ nhà mèo Giống hổ Royal Bengal là loài lớn nhất trong họ nhà mèo hoang dã. Hổ đực có thể nặng tới 300kg, tức là nặng bằng 6 người có trọng lượng trung bình. 15. Cú tát của hổ có thể giết chết bạn Hổ là loài động vật được biết đến với lực tát rất mạnh. Một cú tát của hổ có lực đủ để làm vỡ sọ một con gia súc, gãy lưng một con gấu lười và có thể giết chết tươi một con sói lửa hoặc làm trẹo cổ của trâu bò nhà. Khả năng chiến đấu của hổ cao nhờ nhiều vào hổ chảo. Về cấu tạo gân của hổ rất dai và bền để giữ mồi và làm nó vẫn đứng vững khi bị bắn chết. Nhiều thợ săn kể rằng sau khi bắn chết, nhiều con hổ vẫn đứng sừng sững chứ không ngã nhào xuống đất. 16. Hổ là động vật hoạt động về đêm. Không phải con hổ nào cũng vậy, nhưng đúng là loài động vật này ưa thích đi săn đêm. Lý do là hổ muốn tránh đụng độ với con người vào ban ngày và cũng có thói quen tuần tra lãnh thổ của mình về đêm. 17. Hổ có thể chạy nước rút với tốc độ trên 60 km mỗi giờ. Hổ không phải là loài chạy nhanh nhất trong thế giới động vật, nhưng hổ có chân rất khỏe giúp chúng bứt tốc lên mức 60 km mỗi giờ. Tuy nhiên hổ chỉ làm được vậy trong cự ly ngắn thôi. 18. Hổ ít khi gầm và thường rất khiêm tốn trước tập thể. Hổ là một trong các loài vật khiêm tốn nhất, khác biệt với sư tử, hổ gần như không gầm mấy. Trong thiên nhiên, người ta thường bắt gặp cảnh hổ được trưởng thành nhưng quyền ăn trước cho hổ cái và hổ con. 19. Hổ thích lối săn mồi bằng mai phục Giã thú thường thích tấn công bất ngờ khi săn mồi, nhưng cấp độ phục kích này cao nhất là ở loài hổ. Nhờ lớp lông sọc vằn có tác dụng ngụy trang, hổ thường giấu mình sau các bụi cây rậm rạp và theo dõi con mồi từ phía sau. Người ta cho rằng hổ ít khả năng sẽ tấn công chúng ta khi chúng ta đối mặt và nhìn thấy chúng. Do vậy, hầu hết dân làng ở Ấn Độ đem một mặt nạ ở sau gáy để đánh lừa lũ hổ. 20. Hổ là loài cô độc Khác với ở vườn thú, trong thiên nhiên rất hiếm khi thấy được cảnh một bầy hổ quây quần bên nhau. Hổ thích đơn độc, người ta thường thấy hổ đi thong ra một mình, có thể đang lên kế hoạch săn mồi. 22. Hổ có thức đơn rất đa dạng. Hổ có thể ăn rất nhiều thứ, nhiều loại khác nhau, từ bò rừng, trâu, nai, linh dương, gấu, thỏ, chim, tê giác, cá sấu, thậm chí cả các loài cùng họ nhà mèo như báo đốm. Hổ cũng ăn được cả cá. 23. Hổ có thể nhại tiếng gọi của loài động vật khác. Đây là sự thật khiến chúng ta phải kinh ngạc. Hổ có thể bắt trước tiếng kêu của một số loài để dụ chúng vào bẫy. 24. Bình thường hổ không coi con người là mồi. Hổ có xu hướng chỉ tấn công người khi chúng cảm thấy bị đe dọa, trên thực tế vẫn nhiều vụ hổ giết chết người ở vùng nông thôn, vì vậy tốt nhất nên tránh xa lãnh thổ của chúng, khi rơi vào tình thế gặp phải hổ thì nên lùi bước lại, mắt vẫn không rời con mãnh thú vì hổ có xu hướng tấn công theo kiểu mai phục. 25, tên gọi và cách ví von đặc biệt trong dân gian về loài hổ. Người dân châu Á cũng như người Việt Nam dành cho hổ một sự sùng bái, tôn kính bởi đây là loài vật tượng trưng cho uy quyền. Tại Việt Nam, hổ được gọi bằng nhiều cái tên khác nhau như ông Mươi, Chúa sơn lâm, ngài, ông hạng, ông cảnh. Trong thập nhị chi tính tuổi âm lịch, hổ được gọi là dần. Hổ được người dân Việt Nam vận dụng vào những câu nói ví von giàu hình tượng trong cuộc sống hàng ngày như hổ phụ sinh hổ tử, cha hổ sinh con hổ, con tài giỏi nối nghiệp cha vẻ vang, hộ họa bì nan họa cốt, vẽ hổ vẽ ra khó vẽ xương, chỉ có thể thấy được hình thức bề ngoài chứ khó hiểu biết được lòng dạ bên trong dựa vào uy thế của người có quyền lực để lên mặt với kẻ khác. Địa hổ ly sơn, đưa hổ khỏi núi, tách kẻ mạnh khỏi hoàn cảnh, môi trường có lợi, để mình dễ bề chinh phục tiêu diệt hoặc để mình thực hiện mưu đồ công việc dễ dàng hơn. Dưỡng hổ di họa, nuôi hổ gây họa, nuôi dưỡng hoặc cứu giúp kẻ xấu thì chính chúng sẽ làm hại mình. Chim cùng thì mổ, hổ cùng thì vồ, cách tự vệ hoặc phản công tất yếu khi bị dồn ép vào thế cùng lực kiệt. Tọa sơn quan hổ đấu, theo dõi những kẻ mạnh đấu đá, tranh giành để mình có thể nhân thời cơ mà hưởng lợi. Hùng thiêng xa lưới, người tài giỏi hùng mạnh nhưng bị vô hiệu hóa hoặc lâm vào tình thế hiểm nghèo. Hổ lạc bình nguyên bị khuyển khi, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, bị coi thường khi không thể thực hiện được sở trường, tài năng của mình khi sinh sống, hoạt động không phù hợp với điều kiện môi trường. Ăn như hùm đổ đó, ăn khỏe, nhanh và vội vàng. Đó, đồ dùng để đón bắt tôm cá, bạo hổ bằng hà, tay trơn bắt hổ không thuyền qua sông hành vi khinh xuất táo tận và liều lĩnh. 26. Bí mật của tranh ngũ hổ Trong thế giới tâm linh, hình ảnh của hổ khá đậm nét, dân gian cho rằng hổ có sức mạnh thiên liêng diệt trừ được ma quỷ, có hình hổ chấn giữ ở ngưỡng cửa thì tà ma không dám thâm nhập. Bởi vậy, hình tượng con hổ trở nên phổ biến trong nghệ thuật dân gian Việt Nam, được vẽ thành tranh để thờ cúng ở các điền đệ. Có nhiều loại tranh hổ, bạch hổ, hắc hổ, ngũ hổ, trong đó tranh vẽ được biết đến nhiều nhất qua nhiều thế hệ là bức tranh ngũ hổ của phố Hàng Trống. Đây là loại tranh khắc gỗ rồi y lên bản giấy khổ 55cm x 75cm. Cách thức của dòng tranh Hàng Trống là chỉ in bảng nét chính rồi dùng cọ lông để tô màu. Trong quá trình tô màu, các nghệ nhân vờn màu tạo độ đậm nhạt, chuyển sắc sáng tối, âm dương nên hình ảnh ngũ hổ trong tranh rất sống động. Tranh ngũ hổ được gọi là tranh ông năm dinh, tượng trưng cho năm vị thần tướng trị năm phương trời. Các nghệ nhân khi vẽ tranh ngũ hổ, ngoài chòm râu, ánh mắt dữ tợn của hổ được vẽ bằng màu vàng kim, dân gian còn vẽ năm ông hổ năm màu nhất định. Các màu sắc trong bức tranh ngũ hổ là một thế giới hài hòa lộng lẫy, uy linh nhưng vẫn hòa hợp với năm màu xanh, đỏ, trắng, vàng, đen trên năm con hổ. Lối dùng màu này của các nghệ nhân thể hiện rõ một hàm ý và mang tính triết lý sâu xa của quan niệm dân gian truyền thống. Hoàng hổ cọp vàng tượng trưng hành thổ ứng với trung lương chính điện, Thanh hổ cọp xanh tượng trưng hành mộc ứng với phương đông, Bạch hổ cọp trắng tượng trưng hành kim ứng với phương tây, Xích hổ cọp đỏ tượng trưng hành hỏa ứng với phương nam, Hắc hổ cọp đen tượng trưng hành thủy ứng với phương bắc. Như vậy ngũ hổ được vẽ bằng 5 màu khác nhau tượng trưng cho ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Quan niệm tạo hình cách phối màu mang tính ước lệ trong nghệ thuật dân gian xưa là phổ biến, mà nếu gạt qua cái vỏ ngoài của sự mê tín dị đoan thì đây là bức tranh có giá trị nghệ thuật cao. Trên đây là 26 sự thật thú vị về loài hổ mà có thể bạn chưa biết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu các bạn thấy hay hãy subscribe, like và share để ủng hộ News TV. Xin chào và hẹn gặp lại.